Khi mà chúng ta bị tăng huyết áp thì sử dụng thuốc để hạ huyết áp là cái cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên có những cái trường hợp chúng ta không có thuốc huyết áp, hay là chúng ta đã uống thuốc huyết áp rồi mà chúng ta có những cơn bị tăng huyết áp, thì nếu mà sử dụng thêm liều thuốc huyết áp thì có thể tăng nguy cơ về tác dụng phụ. Chính vì vậy trong video ngày hôm nay bác sĩ Trang sẽ chia sẻ chúng ta có thể cải thiện huyết áp mà không cần phải sử dụng thuốc. Đầu tiên đó là chúng ta ngâm chân với nước ấm. Khi mà huyết áp trong cơ thể của chúng ta tăng cao thì ngâm chân trong nước ấm sẽ giúp cho các mạch máu giãn nở ra. Từ đó thì máu lưu chuyển về chân sẽ được tốt hơn và giảm máu ở các cơ quan khác. Chúng ta có thể sử dụng một cái thau cho nước ấm vào và để chân vào. Ngâm khoảng 10 đến 15 phút ở cái nhiệt độ 30 đến 50 độ C thì huyết áp khá là hiệu quả. Thứ hai là uống một ly nước ấm. Chúng ta mất nước thì gây tăng huyết áp và gây máu cô đặc hơn và dễ bị tăng huyết áp, tăng cái sức cản ngoại vi. Khi mà chúng ta tăng huyết áp, chúng ta có thể uống một chút nước để làm lọc máu ra hơn và giúp giảm cái nguy cơ bị tăng huyết áp. Cách thứ ba đó là chúng ta nằm nghỉ và nghe nhạc. Đôi khi thì hệ thần kinh chúng ta căng thẳng, stress, khá mệt mỏi thì dẫn tới là thần kinh của chúng ta bị kích thích. Thì cách hạ huyết áp thì chúng ta sẽ nằm nghỉ và một bài nhạc du dương thì sẽ giúp dịu thần kinh và hạ huyết áp của chúng ta xuống. Cách thứ tư đó là chúng ta hít thở sâu. Và chúng ta gặp cái tình trạng cơn tăng huyết áp đột ngột và nhịp tim tăng quá cao, huyết áp tăng lên, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ hít thở sâu, thở đều, hít sâu thở đều cho nhịp tim hạ xuống. Và hít thở sâu sẽ giúp cho cung cấp oxy đầy đủ hơn, đặc biệt cho não bộ, và giúp cho nhịp tim của chúng ta giảm dần. Hiện hít thở sâu đó là hít vào từ từ, xong nín hơi lại khoảng một vài giây, sau đó chúng ta sẽ thở ra từ từ. Thì chúng ta thực hiện là khoảng 7 đến 10 lần thì sẽ giúp hạ nhịp tim và hạ huyết áp rất là rõ. Cách thứ năm đó là chúng ta bấm huyệt phong trì. Huyệt phong trì là cái vị trí phần lõm giữa cổ và đáy sọ nằm ở phía sau mang tai. Chúng ta sẽ dùng hai ngón tay cái ấn nhẹ vào vị trí này và giữ trong khoảng là 1 đến 2 phút, sẽ giúp cho giảm các cơn đau đầu và giúp hạ huyết áp. Cách thứ sáu đó là chúng ta ấn vào huyệt hợp cốc. Huyệt hợp cốc nằm ở vị trí giữa ngón trỏ và ngón cái của chúng ta. Chúng ta ấn nhẹ và day vào khoảng là 1 đến 2 phút, giúp hạ huyết áp một cách hiệu quả. Thứ bảy đó là chúng ta massage cổ và massage dái tai. Chúng ta sẽ dùng hai bàn tay xoa vào hai dái tai của mình và massage cổ, thì động tác này sẽ giúp cho điều hòa máu lên não và giảm cái tình trạng bị căng thẳng, đau đầu và cao huyết áp. Đây là 7 cách đơn giản để chúng ta có khả năng hạ huyết áp, phòng ngừa cái tình trạng khẩn cấp mà chúng ta không có thuốc, hay là chúng ta đã uống thuốc mà vẫn bị cao huyết áp. Thì hãy áp dụng những cách này giúp đưa huyết áp về mức an toàn và phòng ngừa các biến chứng. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy ấn like và chia sẻ để nhiều người biết tới các buổi live của bác sĩ Trang, và nhớ ký kênh để được theo dõi các video tiếp theo nữa nhé.